Dạ, Thái xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thái xin kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Ngày hôm nay Thái đang có mặt là tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ngày hôm nay Thái vô nhà là ba anh em ngủ ngồi nha cô chú anh chị. Thì hôm trước mình đã có vô, mình đã có lên một clip, thì cũng được là một vị mạnh thường quân gỡ cho gia đình một số tiền. Thì hôm nay thì sẵn cái chuyến đi công việc ngang với cô chú anh chị, thì mình đến mình gỡ cho gia đình luôn. Thì đây là cái bà chị con của chú hai là đang soạn củi. Đang soạn củi hả chị? Dạ. Cái phần đất ở dưới này là của mình hay sao? Của nhà nước hả anh? Của nhà nước. La mình nghĩ làm ha. Dạ. À, vậy là mình chỉ có dọn dẹp cái phần trên nền trên đó thôi ha. Dạ, trên nền không anh. Dạ. Thì hôm nay mình đến thì thấy là chị đang soạn củi nha quý vị. Thì ở nhà thì quý vị cũng biết rồi, thì có bốn chị em, chị là người chị thứ hai trong gia đình, còn ba người em trai thì đều là bị tật hết cô chú anh chị. Lúc nhỏ mấy em đó lúc nhỏ chắc cũng bình thường hả chị? Dạ, hồi nó còn 7-8 tuổi đổ xuống á thì nó cũng bình thường, nhưng mà như kiểu như ba mẹ lo màng rồi em ở nhà giữ nó không biết, rồi về nhà cái ông nội nó dường như dò nó dò thấp dò cao. Dạ. Nhưng mà nói thì nói chứ mình đâu có tiền đâu đi lo cho em nó, rồi tới mười mấy tuổi nó mới bị ngồi luôn đó tới giờ đó anh. À, mà sao mà ba người người nào cũng vậy hết kìa? Em cũng không hiểu luôn, có thằng Út á, cái cô bác nhà nước ở đây nè, người ta thấy người ta cũng nghi, người ta mới có tài trợ tiền cho ba đi khám. Những cái ông ở trển thì ông nói là chắc ông giám đốc bệnh viện á, ông khám không có bệnh, cái ông mới tức, ông mới kêu ông khám lại. Ông nói là chắc là bị nhiễm gì nè, chất độc da cam mà loại B. Cái ông phân tích ra là loại A là cha mẹ bị hết, là con nó bị bẩm sinh. Còn cái này là chắc là cha mẹ có một người bị nè, nên thành ra con nó mới bị gì. Dạ. Thành ra là ba đứa em trai đứa nào cũng bị hết ha. Dạ. Dạ thì hoàn cảnh cô chú anh chị biết thì gia đình cũng thuộc dạng khó khăn, mà thêm là ba đứa em đều bệnh hết. Thì bây giờ là chú với Kiếm này già cũng lớn tuổi rồi, đâu có làm gì được đâu hả chị? Dạ không có làm chứ, ba ẩm thằng mấy đứa em ba vợ ẩm hết nổi đó. Con dạ. Của em nó phải nghỉ học luôn, nó ẩm cho ngoại nữa. Dạ. Cũng có được đứa cháu trai ha. Dạ. Cũng bình thường ha. Dạ nó bình thường anh. Mình con gái là mình bình thường, chỉ có ba đứa em trai bị. Em á thì không có ngồi một chỗ người mấy đứa em. Dạ. Nhưng mà cũng đau hoài à, chứ không có mạnh như chị em của người ta. Cũng dạ. Như là không có đau cái gì khác, như ngoài là nhức giò, nhức cẳng rồi dưới nhức đầu, có bao nhiêu đó đó mà không có đi mặn mụn gì như chị em ta được. Dạ. Thì mình có ông xã cũng đi làm ha. Dạ ông xã đi làm, có mấy giờ đi Đồng Nai, Bình Dương không à, có vô mấy tháng dịch này rồi đi mặn không có được. Dạ. Rồi đi xuống Kiên Giang mặn cũng không được, cái gì cái ông rủ hai chồng đi cào ốc luôn. Dạ, vậy là hai vợ chồng đi cào ốc luôn hả? Dạ. Bây giờ là hai vợ chồng đi cào ốc luôn. Dạ. Có lý không? Ta mặn thì có, tôi khuyên hai chồng đi không có hết trơn á. Dạ. Đi ngày hôm qua căng cho anh Thương vẫn có mấy kilo à. Dạ. Với hơn nữa ảnh chưa có biết sử dụng. Chưa có biết cào. Dạ, ha. Dạ. Dạ thì cũng chịu khó làm ăn lắm nha cô chú anh chị. Thì gia đình thì cô chú anh chị cũng đã biết rồi. Thì hai cha mẹ già, rồi ba đứa em tàn tật, rồi chị hình như có hai đứa con. Thì đứa con lớn bây giờ cũng mới 17-18 tuổi vậy phải không? Dạ nó dạ. Ngoài 17 tuổi anh. Dạ thì cũng ở nhà chăm sóc tiếp ông bà ngoại, chăm sóc hai chú. Như là bây giờ là chỉ còn có hai chú rồi cô chú. Hai dạ, cậu. Hai cậu. À, hai cậu. Đó thì nên là cũng hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Cũng chịu làm ăn lắm cô chú anh chị, nhưng mà không có cái điều kiện làm ăn. Cũng kiếm chuyện này chuyện kia làm. Dạ. Mà mình nói chung ra thì cũng có cố gắng, nhưng mà nó lâm vô cái hoàn cảnh này thì cũng dạ. Khó mà chuyển đổi được. Thấy không? Dạ. Thấy người ta mặn ham lắm anh. Rồi cái đâu có khả năng đâu, cái em của anh đó, nó đi mặn ở ngoài được đó. Nó nói dạ. Thôi anh mua đi, em cho anh mượn tiền. Nó thành ra mua giỏ là chởi hơn người ta, thành ra làm ta ăn, nhóc trơn rồi tới khuyên mình làm thì không có gì trơn hết. Dạ. Mẹ ơi. Rồi bữa nay mình đi kiếm củi hả? Dạ, cái thằng cháu ở ngã tư trên đây nè, nó kêu em nó cho củi rồi hai chồng đi kiếm ngày hôm qua.
Dạ. Thôi xin phép chị nha, chị xin phép để dạ, dạ. Thăm hai đứa em ở trên trển. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, nhiều dạ nha. Cảm ơn anh. Dạ. Hôm nay mình vô mình thăm, mình thấy hai vợ chồng lục đục ở dưới, cô chú anh chị không biết mặn gì thì mình xuống thì hỏi thăm thì biết là anh với chị là cũng là cái nghề cào ốc. Rồi chị thì đang cưa củi. Bây giờ mời quý vị và các bạn vô nhà cùng mình nha. Thì cái nhà này thì mình cũng xin nhắc lại một lần nữa, tại vì mình vô đây nhiều lần lắm rồi cô chú anh chị. Cái nhà này là được là Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam và giúp đỡ. Rồi con chào chú. Dạ. Con chào cô. Dạ. Bữa nay cũng khỏe ha. Dạ, thì tội nghiệp cô với chú, cô chú anh chị thì hai đứa em này thì không có là tay chân không có cử động được, thì mọi sinh hoạt đều là do cha với mẹ với đứa cháu là phụ giúp của cô chú anh chị. Thì đây là người em út, thì mình cũng xin cho con máy này đó ha. Ừ. Dạ. Mình cũng xin thông báo là mình cũng xin báo là cho cô chú anh chị biết luôn là người con út của chú là bé Vũ, là em Vũ á. Trần Vũ em. Vũ em. Ừ. Em Vũ. Vũ em. Dạ đã ra đi. Xin phép thắp một cây nhang cho em Vũ nha. Bữa hôm tôi mắc buồn tôi không lấy được, chú đốt cho em thì chú đốt cho nó, bữa nay vô đốt cho em cái nhang cho chú đừng xá. Bây giờ anh mà lớn hơn mà xá tội chết á. Dạ dạ có sao đâu. Dạ tội á. Dạ. Nói với nó tội á. Thì thành ra bữa đó bị mất khóc mà hả không nói không nên lời. Dạ thôi cũng cấm cho em cây nhang nha. Dạ cấm dạ. Nha chú, đương nhiên à. Vì là quý lắm rồi. Rồi em vô anh thăm em lần thứ hai. Từ ngày em bắt tới giờ là vô được là hai lần nha cô chú anh chị. Đó. Gia đình mình lúc này là sao rồi cô với chú? Mình bây giờ tình hình mình sao? Tôi dông nó bệnh nó dài, năm cháu dài ăn cơm nước chơi người bệnh rồi. Miếng mà tôi thở hơi mà ấy là cái nó đau chỗ này nè chú. Dạ. Qua nay sức dầu dữ cũng xong còn. Dạ. Mấy cái kẹo bữa đó con gỡ được mấy cái thuốc tôi gỡ có, uống được không? Uống tôi uống, vợ tôi uống, mấy đứa con tôi uống hết trơn, người nào uống hết á. Vậy à, dạ. Để bữa nào con đi ngang đây rồi con đem vô con gỡ tiếp. Dạ. Được không? Thấy im không? Thấy im. Uống dạ. Có lý, vợ tôi uống có lý năng cơm à, được. Dạ. Ừ. Tôi không dám uống thì là gì? Vợ nó sợ nó ăn nhiều quá, nó không dám uống nhiều. Dạ, dạ. Thuốc đó thì uống vô thì không cần nó phải đó nữa. Dạ. Dạ. Rồi cô cũng khỏe ha. Dạ, cái này cũng đỡ hơn bữa hôm chút. Dạ. Cũng là anh tôi giờ hơi mệt hơi mỏi mà nó đuối rồi. Dạ. Hoàn cảnh như vậy nè cô chú anh chị thì bây giờ thì phụ thuộc toàn bộ rồi, toàn bộ là vợ chồng cô cái chị gái hồi nãy mình vừa nói chuyện đó là con gái thứ hai của mình. Dạ. Yeah. Dạ. Tại vì bây giờ chú hiện giờ cũng lớn tuổi, cô hiện giờ cũng lớn tuổi. Thì Vũ em đã mất rồi thì còn lại là hai người anh, cô chú anh chị nhìn vào chỗ vậy đâu có làm ăn gì được, thì cũng rất là cần cái sự giúp đỡ của cô chú anh chị mạnh thường quân để gia đình có điều kiện là để sinh hoạt gia đình đó cô chú anh chị. Vì cái tuổi này của cô với chú thì nói chung ra thì cũng không có làm gì được, cũng không có phát triển gì được, chủ yếu là sống ngày qua ngày vậy thôi. Cũng rất mong sự ủng hộ của cô chú anh chị mạnh thường quân nha. Dạ. Hôm nay mình nãy con vô một lần rồi, rồi con có về rồi con đi công chuyện rồi con đảo lỡ. À, bữa nay là mình đi chích thuốc ngừa mũi ba hả? Dạ, yeah, mũi ba. Dạ. Thì hiện giờ ở đây mình đó thì những người già đó cô chú anh chị thì ở đây người ta cũng cho chích lại thêm một mũi nữa là mũi ba. Rồi tình hình sức khỏe của hai em cỡ này trời trở gió rồi thấy sao chú? Bình thường không? Trời gió lạnh nó đi nào cũng lạnh nó nói má ơi con lạnh con vui quá. Vậy đó. Dạ rồi nhạt mũi cho mũi á rồi uống thuốc thì mới lại cũng bớt. Dạ. Cũng bớt rồi ha. Dạ. Con xin phép nha. Dạ. Còn bữa nay mình sao rồi? Dạ. Sao bữa nay thấy hơi buồn hơn mấy bữa trước đó? Dạ. Hả? Dạ. Hôm bữa nay thấy ốm hơn đó. Dạ. Cái này nó ăn, à, cái này ăn cơm ít được mà bằng đêm nó ngủ cũng không được luôn. Dạ ngủ ít nữa. Ngủ
cũng không ít nữa. Dạ. Mình ngủ ngồi hay là ngủ nằm? Dạ, cũng ngủ ngồi nữa. Cũng ngủ ngồi nữa. Dạ. À, có em bên đây là ngủ nằm được chút đỉnh thôi ha. Dạ. À, rồi là hai anh em mình là ngủ chung với ba mẹ không? Dạ. À, mỗi sinh hoạt của mình là đều nhờ ba mẹ không ha? Dạ. Rồi mình dỡ thử cái tay mình lên coi. Dạ không được, dỡ không lên. Không lên ha. Dạ. Thì cái tay vậy nghe cô chú anh chị, ăn thì móc đút, còn đi vệ sinh đồ hay là sinh hoạt gì gia đình cha mẹ hết. Chân dỡ lên. Thì hai người anh này cũng đỡ hơn người em út, tất nhiên là cũng có da có thịt, cũng tay chân cũng có da có thịt bình thường. Đó, nhưng mà nhúc nhích không được, còn người em út thì nhúc nhích được nhưng mà quá lúc. Cho nên là người em út đỡ ra đi trước rồi. Dạ. Mình giới thiệu lại tên mình coi. Dạ, em tên Cường. Cường. Dạ. Cái gì Cường? Trần Huy Cường. Trần Huy Cường. Dạ. Huy Cường năm nay nhiêu tuổi? Dạ, em 37 tuổi. Dạ, 37 rồi ha. Dạ. Mình là anh ba. Dạ. Anh ba, còn bên đây là anh tư. Dạ. Mình nếu như mà mình chỉ là tay chân mình cử động được không được thôi chứ mà dạ, đầu óc mình là bình thường. Dạ. Rồi, mọi chuyện mình đều nghe đều biết hết. Dạ. Cô chú anh chị thấy như vậy mới khó chịu nữa. Mà mình bây giờ là mình nhớ là mình bao nhiêu năm là mình ngồi tại chỗ vậy rồi? Dạ không biết, cũng mười mấy năm nghe mà nói ma mẹ nó mười mấy năm gì á. Mười mấy năm là ít rồi đó nghe. Dạ. Mấy năm rồi. Nghe nói mười mấy tuổi là mình bị bệnh rồi đó. Mấy năm. Hai mấy năm ha. Dạ. Lâu quá rồi quên ha. Dạ. Như vậy rồi mình có khi nào mà mình đi ra đường mình chơi gì không? Dạ không. Không luôn, hai mười mấy năm nay ở trong nhà vậy. Dạ. Hồi lúc nhỏ chắc em chạy tới chạy lui bình thường ha cô? Dạ, lúc nhỏ chạy tới chạy lui, lúc nhỏ không có đi đồng, không đi đồng chạy, đi đồng tới lên đi thùng cũng đi. Dạ, đi đồng đồ chơi ha. Đi đồng ai móc lúa móc gì cũng mấy rồi, cái cầm anh em gì nè, cầm bao kéo cả thả dưới nè, cái người ta gặp cho nó cao. Con của bà vậy mà cho đi đi, nó ai đâu cho nó đi đâu, tại nó trốn nó hàm, nó trốn nó đi, à, chứ đâu có cho đi đâu. Cũng đi đồng đi chơi rồi vậy đó. Dạ, đi đồng. Cũng anh em lúc đó còn nhỏ cũng chạy tới chạy lui bình thường nha. Chạy lấy đi lui bình thường vậy đó. Dạ. Mà lúc chạy tới lui bình thường là nó cũng được 8-9 tuổi đó. Là dạ, chạy bình thường đó, rồi tới được mười mấy tuổi là 10-12 tuổi hay gì là bắt đầu là chịu cảnh ngồi luôn đó. Dạ. Lúc đầu nó có triệu chứng gì không? Mấy đứa này, thằng này hồi đó có cấp nó 4 tuổi, nó đau ban đó. Dạ. Rồi nó tưởng đâu nó chết rồi, vậy nó không chết, nó ngồi cũng như con khỉ sao nó vậy đó. Mà sao uống nhầm thuốc gì cũng không hết, nên là chỉ chắc lá nhãn đó. Dạ. Chắc cho nó uống như vậy tắm cho nó, mà tôi chịu chắc cho nó hai mươi mấy ngày là nó hết trơn, cái nó chỗ ban ra vậy mình nó rụng tóc hết trơn, cái nó hết luôn tới giờ đó. Dạ. Vậy là còn nhỏ cũng vui chơi như nít tại vậy đó ha. Dạ. Ngày lớn rồi bị bệnh ha. Dạ. Dạ. Có đôi khi gì mình muốn đi chơi gì không hay là đi đâu gì không? Dạ không, không chịu đi. Đi nó đau hơn sao? Đi mệt. Mệt hả? Dạ. 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 Hồi đó tới giờ là mình ở trong nhà luôn, từ ngày ngã bệnh tới giờ là ở dạ, trong nhà luôn. Rồi có đi chích thuốc đi bác sĩ gì không cô? Hồi đó thì hai thằng này nó ngay không có. Vì dạ, lúc đó nghèo khổ đâu có vô nhà này đâu. Ở ghe đó, ghe chừng 30 mấy dạ đó. Cái ở dưới ghe quanh năm suốt tháng đâu có ở được chỗ đâu. Nay cái ở chỗ này, cái đi chỗ nào mà hết lúa cái đi lại chỗ khác rồi đi quanh năm suốt tháng vậy đâu có ở nhà được. Tới cái năm mà nó ngồi nhiều đó là mới người ta lợi, người ta mới cho bán cái nền nhà này, người ta cho nhà đó thì ở mới ở tới giờ luôn, chứ hồi đó đi bền bồng dưới ghe không, chứ không có trên bờ gì chứ. Hồi đó là con với chú là sống dưới ghe không ha? Dạ, sống dưới ghe, sống không có, hồi đó giờ không có miếng đất nào chân đi mà mướn ăn không à. Dạ. Trong này gia đình mình hiện giờ thì sống có lẽ là nhờ toàn bộ vào mạnh thường quân không ha. Dạ. Dạ. Tại vì quý vị thấy rồi, cô năm nay cũng lớn tuổi, mà chú cũng lớn tuổi. Dạ. Thì cô năm nay là bao nhiêu tuổi? Năm nay 67 tuổi. À, còn chú là 73 phải không? Bên này là 71. Rồi 72 ha. Dạ. Tết tấu rồi 72 ha. Còn mấy ngày nữa 72 rồi đó. Dạ, lớn tuổi lắm cô chú anh chị, thì có 4 người con, thì hai người này là thứ ba với thứ tư. Mình nãy là hồi nãy mình nói chuyện là chị hai.
đó là chị hai nhờ, còn chị gái là bình thường thì chị gái có chồng rồi thì chồng chị gái về cũng tiếp cô với chú cho nên là đỡ, chứ còn bây giờ mà vệ sinh đồ mà bưng khiêng mấy anh này là hết nổi rồi hả chú? Hết nổi rồi, có thằng cháu nó tiếp rồi. Không nó chứ đâu có đi nổi hết nổi mấy năm nay rồi. Cả năm nay là hết nổi ha. Chứ lúc trước là trực chiến nha. Giờ mình ngủ là mình ngủ chung với hai em luôn. Ngủ luôn. Hai chung luôn. Hai đứa luôn ngủ luôn. Dạ. Rồi như vậy rồi như là hai em có như mất tiểu đồ khều hay sao? Kêu cái nó kêu. Dạ. Nó kêu. Nó kêu. À mình kêu ha. Đúng rồi. Không có khều quá. Mà chú coi cái cảnh của nó nè, cái không lẽ đưa chú coi như thằng ông không? Cái tôi mà tôi mắc đàn bà mà tôi mắc ấy cho nó. Cái nè cái hồng là nang là được bằng từ lừ cái hang nó lậm không cái một. Ham rồi đau gác không? Gái. Mau nhiều khi cái kêu ngứa quá nó kêu gãi cái dạ. Mà ngứa gãi không được luôn, ngứa gãi đâu, mắt tôi mắt gãi không á, mắt gãi không đó, ngứa gãi không được luôn. Nên như nói chung như nói giờ thật vậy chứ nó còn mắc cỡ gì nữa với mình là mẹ mãi gì tắm nó là cũng đâu có vụ mãi cởi quần áo hết trơn rồi tắm thì gái thì khu kỳ nó gì kỳ làm gì làm rồi dù mình nó chứ đâu có cái gì nữa đâu. Nhưng của em nó còn sống gì nữa. Tắm nó cũng cởi quần áo nó ra cũng kỳ cũng mình này kia nọ cũng ở trần ở chuồng đó chứ đâu có mà tự lên mà để thay quần thay áo gì đâu. Dạ. Xin phép ha. À, em bên này sao? Nhúc nhích gì được không? Thấy cái tay còn lặn lặn được đó. Chửi được. Hả? Lặn cái chửi được. Lặn cái chửi được. Bên đây còn lặn chửi được không? Còn đang đứa bên được thọt vô là lặn được. Thọt vô là lặn được ha. Lặn cái đó đó. Lặn rồi có niệm Phật không? Dạ có. À, lặn duyên nào là niệm duyên đấy đó ha. Dạ. Dạ cố gắng niệm Phật cao. À. Rồi bây giờ tình hình sức khỏe mình sao? Cũng đau rồi. Hả? Cũng đau rồi. Cũng đau bệnh chỉ mình hết chưa? Bớt rồi. Bớt rồi ha. Dạ. Cũng như bên đây luôn, cũng tay chân bây giờ cũng như bên đây luôn, không nhúc nhích gì được hết á. Một tô cơm hay là hai đứa ăn? Ăn hết tô cơm không? Không chứ, nó cầm cái tô đi, mới chừng chén, mới lúc mới gầu ăn chừng chén cơm, hai đứa chén cơm à? Nó đây ăn không nổi. Rồi chờ gió, chờ lạnh như vậy mình mệt không? Mệt. Mệt nữa ha. À. Tên gì nhắc lại cô quên rồi nè. Trần Phong Vũ. Trần Phong Vũ. Trần Phong Vũ. Trần Thanh hả? Phong Vũ. Trần Phong Vũ. Trần Phong Vũ. À, nói chuyện hơi nhỏ, lý do là cũng mệt trong mình, nói chuyện hơi nhỏ. Khỏi lắm rồi, cô chú anh chị. Tại vì bây giờ chú thì nhờ được con gái, nếu như không có người con gái đó thì không biết gia đình mình sao luôn á. Chứ không có nói là không biết làm sao nói nữa. Dạ. Cũng đỡ cái là cũng có. Thứ hai đó bây giờ đó cô chú anh chị cũng có cái sự mà giúp đỡ của Mạnh Thường Quân á thì gia đình nó cũng đỡ chứ trước mình chắc khổ lắm hả con. Cũng không nghe vợ chồng con tôi đỡ là em mình tôi đỡ còn hơn là cái gì hết trơn. Dạ. Thì hôm nay á vô thăm gia đình cũng có chị Mạnh Thường Quân cũng có gửi cho gia đình một số tiền thì hôm nay con cũng đến thằng Quân gửi cho gia đình luôn nha. Dạ con xin phép. Dạ, thì cũng có Mạnh Thường Quân gửi thì con xin phép rồi con gửi luôn cho gia đình. Thì cô ấy gửi thì xin giấu tên nhưng mà người gửi là Văn Cường thì gỡ 200 đô nha cô chú anh chị. 200 đô thì mình đổi ra được là 4.6 triệu thì con gỡ luôn cho chú là 4.6 triệu luôn. Đây là cái số tiền 4.6 triệu. Văn Cường, cái cô chú tên cho mình gửi. Văn Cường gửi cho mình. Văn Cường. Dạ. Nói tôi cũng thay mặt gia đình trước cảm ơn chú Thái, sau nữa là chú Văn Cường, Mạnh Thường Quân Văn Cường này một năm mới được nhiều sức khỏe. Tôi cũng nhờ số tiền này tôi hoàn cảnh nuôi già cả hai chồng già, giờ tôi cũng bệnh hoạn nhiều không biết sống nay chết mai, cũng gắng cố gắng nhờ Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ, tôi cũng gắng cố gắng nuôi hai đứa con tôi tới đâu hay đó, giờ tôi cũng yếu quá rồi, quá tệ rồi, tôi biết mình tôi
đau hoài giờ thở không được, thở cái là nó rang cái ngực thở không được chân, cũng khóc đêm hôm tôi, sáng đêm hôm tôi vợ tôi tha dầu hoài đó. Dạ. Chỗ này nè, giờ thở mạnh cái nó đau, không cho thở. Rồi đâu có đi mà gì được đâu, tối ngày đeo cho nó không. Dạ. Giờ cũng nhờ cô bác anh em xa gần giúp đỡ. Tôi biết nói sao giờ thành thật, cảm ơn tất cả anh em với Văn Cường. Dạ. Chúc Văn Cường một năm mới nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, con cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ, chú cũng gắng giữ gìn sức khỏe ha. Tôi cũng gắng, dạ, cố gắng rồi chú ơi, cũng nhờ. Dạ, con cảnh rảnh thì con vô con thăm mấy em. Dạ. Nha. Dạ. 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 Có gì muốn nói với cô chú Mạnh Thường Quân không? Dạ. Hả? Dạ, cảm ơn chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho con, để cha mẹ con nuôi con. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi, anh cảm ơn em nha. Dạ. Dạ. Em nói lớn lên rồi. Chúc ngày anh Quân gửi cái tiền cho em, rồi giúp mẹ cho vợ cho mẹ em nuôi em. Anh cảm ơn. Dạ. Rồi, anh cũng cảm ơn em nha. Dạ. Thì tội lắm cô chú anh chị, thì ba anh em ngủ rồi, thì bây giờ đã ra đi một người em út rồi, chỉ còn lại là hai anh em. Thì cha mẹ thì cũng một ngày một già, lớn tuổi thì sức cũng yếu, cho nên là chăm sóc không được, cũng như là nhờ có cháu ngoại đồ đó của chú chị. Em cháu ngoại cũng đang đi học, nhưng mà vì chăm sóc hai người cậu, cho nên là cháu ấy đã nghỉ để chăm sóc tiếp ông bà ngoại. Cũng xin cảm ơn các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình của ba em ngủ ngồi. Đặc biệt là cô với chú. Bây giờ mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị và một video tiếp theo nha. Xin chào.